chưa kịp đóng phim đã bị bắt, đạo diễn Đức Thịnh tiết lộ lý do mời Khá Bảnh tham gia phim Chạm Mặt Giang Hồ. Sự xuất hiện của Khá Bảnh trong phim cũng không quá to tát. Tuy nhiên, vị đạo diễn này chia sẻ cũng rất lấy làm tiếc vì Khá còn trẻ đã vướng vào vòng lao lý. Theo như thông tin từ đạo diễn Đức Thịnh cho biết, trước khi bị bắt quả thật Ngô Bá Khá dân chơi Khá Bảnh thật sự cũng đã được nhắm vào một vai nhỏ trong bộ phim Chạm Mặt Giang Hồ cùng Thế Chột và Phú Lê. Tuy nhiên, khi Khá Bảnh bị cơ quan điều tra bắt giữ hôm 1 tháng 4 vừa qua để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, đòi nợ tín dụng đen, đồng thời dương tính với ma túy, thì đạo diễn đã nhanh chóng xác nhận Khá sẽ không còn được tham gia phần 2 của bộ phim này nữa, và nhận định có hay không cũng không vấn đề. Bộ phim Chạm Mặt Giang Hồ phần 2 này do tôi viết kịch bản và đạo diễn. Từ đầu, trong tuyến nhân vật của phim không có nhân vật nào tên là Khá Bảnh. Tuy nhiên, vì Khá Bảnh và nhà đầu tư là anh em thân thiết và quý nhau nên nhận lời tham gia phim cho có kỷ niệm chứ không vì cát xê. Chính vì thế phần 2 bộ phim có Khá Bảnh hay không cũng không bị ảnh hưởng gì, đạo diễn Đức Thịnh nói. Cũng chia sẻ thêm, vị đạo diễn này cho biết cũng không lấy làm bất ngờ khi Khá Bảnh bị bắt nhưng vẫn lấy làm tiếc vì cậu ấy còn quá trẻ. Đạo diễn Đức Thịnh chia sẻ phần 2 của Chạm Mặt Giang Hồ được đầu tư kỹ cả về hình ảnh và nội dung. Đạo diễn bộ phim cũng khá áp lực khi phần 1 đã nhận được sự ủng hộ của rất đông các bạn trẻ với lượt xem trên YouTube đạt hơn 20 triệu view. Vì vậy phần 2 sẽ được chú trọng kịch bản, mang đến nội dung đặc sắc, không chỉ về võ thuật mà cả tình yêu đôi lứa, sự đấu trí giữa các tổ chức. Bộ phim dự kiến bấm máy vào ngày 17 tháng 4, quay trong 7 ngày và kéo dài trong khoảng 60 phút. Trước đó, ekip Chạm Mặt Giang Hồ đã có buổi ra mắt. Bộ phim có sự tham dự của Chu Hùng, Khá Bảnh, Phú Lê. Đây là bộ phim có nội dung xoay quanh cuộc sống, tình huynh đệ và nghĩa khí trong giới giang hồ. Đó là những khó khăn sóng gió của cuộc đời để anh em tiến tới thành công, trở thành những người có ích cho xã hội.